Các bạn và các em thân mến, hôm nay tôi tranh thủ có dành thời gian, tôi lại quay trở lại với cái phần mềm bán hàng qua mạng. Đây là một phần mềm mà các bạn học những bài này thì cực kỳ hiệu quả rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong framework để chúng ta tiếp tục với cái phần nhập chi tiết sản phẩm. Thì vừa rồi thì tôi đã làm cái model của cái nhập chi tiết. Cái phần này rất quan trọng. Trong khi đó thì nó sẽ mô tả cái sản phẩm của chúng ta để người xem hàng họ có thể thêm hàng vào giỏ hoặc họ có thể xóa hàng đi. Đấy, họ có thể thêm bớt và update cập nhật. Thế thì chúng ta hôm trước thì tôi đã dạy đến cái phần model của phần đó. Thì hôm nay thì tôi sẽ nói tiếp cho chúng ta cái phần nhập chi tiết. Phần này chúng ta thảo được framework rồi thì các bạn có thể làm được những cái ứng dụng mà các bạn cần, đúng không? Để các bạn chú ý là đây, chúng ta quay trở về hôm trước là tôi đã xong cái phần model đấy. Phần model detail của chúng ta đã được làm thế này. Tôi đã trình bày nội dung thật rõ ràng để các bạn có thể đưa nó vào. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem cái bảng của chúng ta như thế nào nhé. Rồi chúng ta sẽ vào chỗ nào, tôi vào Navigate chỗ nào nhỉ. Rồi tôi chạy Gem. Tôi chạy Gem. Rồi để các bạn nhấn Start cho tôi. Các bạn chú ý nhé, framework này chạy trên Gem version 3.2.4, trong đó nó có cái PHP 7.2 trở lên thì chúng ta mới chạy được những framework. Còn những cái gem mà 3.0.1 hoặc là phiên bản thấp hơn thì nó sẽ không chạy được đâu. Đấy, nó sẽ bị hạn chế một vài cái chức năng. Rồi bây giờ chúng ta chạy Navigate thì chúng ta vào Navigate. Các bạn chú ý nó chỉ là một phần mềm giúp cho chúng ta quản lý cơ sở dữ liệu một cách tốt hơn thôi. Nó liên kết với SQL Server. Đấy, MySQL Server. Thì ở đây chúng ta thấy là bảng product của chúng ta là có rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chỉ làm cái phần là nhập chi tiết nữa là xong. Xong được cái phần sản phẩm. Các feature này là do các bạn tự định nghĩa. Các bạn có thể thêm đây là tính năng như là thêm một vài cái thuộc tính nữa hoặc là cho thêm ảnh vào để sau này chúng ta sẽ làm một cái view ảnh mà nó có thể xem được nhiều góc độ khác nhau, tức là ta có thể chụp ảnh đứng nghiêng ngửa vân vân. Đấy, ví dụ như máy tính thì các bạn có thể chụp ảnh cây là một này, rồi chụp ảnh bên trong, rồi chip RAM như thế nào vân vân. Thì đấy, cũng xe máy cũng vậy nha. Thì chúng ta đấy là cái bảng này chúng ta đã làm xong mô đồ cho nó. Bây giờ bước tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ phải chạy cho chúng tôi là làm được cái phần ở đây chúng ta thấy là shopping của chúng ta là ngon rồi, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta vào app nhé. Các bạn chú ý nhé, toàn bộ public này để dùng cho quản lý thư viện, như là nó có thể quản lý cho chúng ta về CSS rồi Ajax rồi vân vân, nó có thể quản lý cho chúng ta Bootstrap ở trong đây. Còn trong đây thì của chúng ta là chúng ta chọn view thì chúng ta sẽ thấy là upload. Đây là tôi gồm có upload là loại hàng này, sản phẩm này. Rồi bây giờ chúng ta sang sản phẩm chi tiết. Đấy, chúng ta sẽ sang những cái sản phẩm chi tiết. Thế thì lát nữa chúng ta sẽ làm cái việc đó. Thì bây giờ chúng ta quay về phần upload. Cái phần này là các bạn chú ý lên nhé, cái phần này là cho phần bên trong ấy, chính là cái backend mà các bạn chuẩn bị chạy. Thì các bạn biết là lần này tôi mua cái máy tính mới rồi, cho nên là các bạn yên tâm, nó dạy chúng ta sẽ không bị gián đoạn nữa. Đấy, từ khi tôi hướng dẫn các bạn nhìn thấy không, chip nha, con chip này cực kỳ khỏe luôn. Tôi đã mua một cái máy tính mới làm máy tính cây để mà tôi dạy các bạn trên online. Thế còn khi mà tôi đi làm thì tôi dùng máy laptop sách tay. Thì con này là con Xeon E5.
2678P3, tốc độ của nó là 2.5 GHz và của nó có tất cả là 24 nhân. Đây các bạn nhìn này, bộ vi xử lý của nó là 24 nhân. Đấy. Đấy, và nó có thể up to lên tốc độ cao nhất là 3.2. Tức là khi mà nó làm việc nặng nó lên 3.2. Đấy, còn RAM thì nó là 16 GB. RAM này có sửa lỗi được. Đồng thời là các màn hình là K2000. Còn K2000 này thì nó cũng là tầm gọi là chung thôi, nhưng mà nếu mà so với ngày xưa thì nó là một cái con xử lý đồ họa có hệ thống nhân CUDA rất là tốt, xử lý đồ họa. Thì tôi chạy con này từ hôm tôi mua, tôi rất là hài lòng với nó. Và đấy các bạn nhìn thấy tôi vừa quay tôi vừa làm thì nó cũng rất nhanh, nó không chậm gì gì những cái con kia vừa quay vừa làm. Thì nếu mà nó quay thì là làm nó sẽ chậm, mà không quay thì làm nó nhanh, thì nó nói chung là được tính năng này mất tính năng kia. Rồi thì bây giờ ta vào chủ đề chính. Ở đây chúng ta chọn localhost public. Đây chúng ta nhìn thấy nhá, chạy nhanh chưa? Đấy, chạy nhanh bất kỳ một cái nào. Và các bạn biết là cái này là bootstrap, là dùng trên cả thiết bị di động nhá. Khi mà các bạn đưa về thiết bị di động thì nó giống như này. Đấy, các bạn xuống đây thì nó trải ra cái menu. Đấy, tức là chúng ta mà không áp dụng bootstrap vào thì khó có thể mà nó thích ứng với các thiết bị được. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây là iPad này. Đó. iPad vân vân. Đấy, tôi chưa làm menu cho cái đó. Các bạn nhìn thấy nhá, là có thể áp dụng cho iPad, iPad vân vân. Đấy, rộng ra các loại TV. Còn nếu mà ta không cho bootstrap vào thì chúng ta sẽ mất ngay cái kiểu là nó ứng dụng cho chúng ta trên các thiết bị. Mà các bạn muốn làm như vậy thì các bạn phải học bootstrap. Bootstrap chính là phần mở rộng của những cái công nghệ như là JavaScript và HTML, thì nó thích ứng tích hợp của đó. Nói về cái bootstrap thì nó hơi dài. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp lên trên đây. Tôi vào sign in. Cái này sau ta sửa, ta đưa cái này thành hai cột thì cho sign up luôn bên cạnh. Đấy, tôi vào mật khẩu. Tôi sign in tôi vào được backend, đúng không? Backend đây là một hệ thống loằng ngoằng. Trong đó thì các bạn biết là rất nhiều cái link để sau này chúng ta có thể làm thêm, như là quản lý tiền nong vân vân. Để chúng ta vào đăng sản phẩm. Sản phẩm của chúng ta còn đây có tất cả những loại này, máy tính để bàn, rau sạch vân vân. Thì đây là mức độ là loại hàng. Bây giờ chúng ta vào rau sạch. Rau sạch thì trong này có một loại rau sạch rồi. Thì bây giờ ta muốn thêm sản phẩm thì ta lấy cái link tên rau sạch ở đây nha. Lấy cái link này chúng ta sẽ làm cho nó là đưa về controller để thêm chi tiết về rau. Đấy, chúng ta khôn cái là chúng ta sử dụng cái này. Các bạn biết đây là sửa xóa rồi thì ok rồi. Thế còn chỗ này là thêm, đúng không? Rồi ta lấy cái link ở đây nhá. Và các bạn chú ý là trang này là trang nhập sản phẩm. Thì trang nhập và nhập sản phẩm chi tiết nó khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ vào trang đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem ở chỗ này là xóa này, sửa này, đúng không? Xóa sửa. Rồi đến bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vào loại tên sản phẩm là loại thứ hai. Đây, ở đây. Vậy thì ở loại thứ hai này chúng ta cho nó hiện ra một cái link để đưa nó đến dẫn đến nhập chi tiết. Mà muốn làm được điều đó thì các bạn nhấn ngay cho tôi đến cái thẻ A, đúng không các bạn? A này, HRF này. Đấy, được chưa? Rồi và kết thúc ở đây là cũng cho nó là cái A này. Đây là cái A. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ điều khiển cái này. Điều khiển cái này để nó đưa về đúng cho chúng ta tên sản phẩm này và nhập như thế nào. Rồi thì các bạn thấy là cái này nó bằng tên sản phẩm đây nhá.
Rồi thì bây giờ trong cái này thì các bạn sẽ cho tôi một cái là bằng hỏi chấm bằng, được chưa? Rồi đóng ngoặc lại. Đấy, thì cái này nó chuyển thành PHP rồi. Bay URL. Ôi rồi nhanh quá đúng không? Rồi đường dẫn cơ bản chúng ta nối đến một cái là nhập chi tiết. Đấy, chấm nha, chấm phải trên đã, đúng rồi. Nhập chi tiết sản phẩm, chi tiết sản phẩm, đúng không các bạn? Rồi chúng ta nối với cái gì nhỉ? Chúng ta nối với ID, chúng ta nối với ID name, đại tên của nó đây đúng không? Rồi chúng ta nối vào này, item name. Rồi bây giờ chúng ta xem nhá, item code. Đấy, đúng rồi, item code nó sẽ nối vào lấy item code, vì là bên product của chúng ta cũng có item code đúng không? Vậy thì bên này chúng ta cũng nối vào là item code. Rồi tôi sẽ chấm ở cái sau cái phẩy đó là nối chuỗi. Các bạn nối nhá, kiểu dữ liệu là string, chúng ta nối vào đó đúng không? Chúng ta phải phẩy dưới. Rồi chúng ta tiếp tục là product. Đấy, nhanh quá, nó gọi vì máy nhanh nên nó hiểu ngay là nó phải phải như thế đúng không? Tiếp tục này, item code. Rồi đây, đó, item code. Vậy ta thử lại nhá, xem nó ra sao. Tên sản phẩm, tên sản phẩm chưa hiện ra đúng không? Rồi bây giờ đến phần A, thẻ A rồi đây. Đây này. Rồi cái A đây tôi phải đóng lại. Đó. Rồi kết thúc cái A này, tôi copy xóa cái A này đi. Copy cái này vào đây, copy này vào đây nhé. Đó các bạn copy này. Bạn cắt đi. Nó vào đây. Rồi bây giờ chúng ta thử chạy lại nhá. Rồi bây giờ đây, đã nhấp vào đây thì nó phải ra cái hot trên này đúng không? Quá rồi. Ok, ta sửa lại cho đúng nhá. Bay này sẽ đợi. Nhập chi tiết. Đây rồi là URL rồi. Cái nào nhập chi tiết sản phẩm. Product code. Đúng rồi. Đấy. Thế bây giờ ta phải làm đường dẫn router cho nó chạy đến đúng không các bạn? Product item code. Rồi đấy. Đấy, đây là báo lỗi. Vậy chúng ta phải đi làm cái chuyện đó là sửa cái điều đó đi. Rồi. Bằng đây URL nhập sản phẩm chấm item code. Rồi, ok, bây giờ ta làm hướng dẫn cho nó nhá. Rồi các bạn vào finger config. Chúng ta vào router. Rồi ở đây chúng ta sẽ vào, ta sẽ tạo cho nó một cái router. Giống như trong Laravel chúng ta phải có một router để cho nó chạy vào đúng không? Đó là đừng dẫn cho nó vào đấy. Rồi. Tôi sẽ copy. Rồi. Rồi, copy cái này ra đây nhá. Bây giờ trên controller tôi có phần đăng sản phẩm. Đăng sản phẩm này bây giờ tôi sẽ tạo một cái lớp. Đó là cái lớp. Các bạn tạo cho tôi một cái lớp new class. Đấy, lớp này là nhập chi tiết.
nhập chi tiết đúng không, hay là upload chi tiết cũng được, các bạn ghi tiếng Việt tiếng Anh cũng được, nhập chi tiết, nhập chi tiết thôi. Controller nhập chi tiết, controller ta nhấp ok vì là cùng chung name space rồi. Đó. Bây giờ trong cái phần nhập đây đúng không, rồi các bạn nhá, các bạn sử dụng đúng cái này cho tôi, trừ đi ta copy cái use cái mà chúng ta mang ra để chúng ta ta copy ở bài trước đấy, ta sẽ copy sang đây. Đó. Rồi, ok, upload vân vân có đủ hết nhá. Rồi. Ok, model custom model xong xong rồi. Bây giờ tôi sẽ sang phần này xem. Tôi copy các biến section rồi. Ok, bây giờ ta viết extend đây controller xuống dòng. Bây giờ các thuộc tính trong lớp. Đấy, các bạn tạo cho tôi thứ nhất là con trỏ đến cái model của chúng ta, model là nhập chi tiết đây, con trỏ nhá. Chúng ta phải thẻ vào public. Ô đó. Chúng ta ghi product detail pointer. Ok xong. Rồi tiếp tục này. Trên đây thì chúng ta sẽ khai báo model. Model tiếp theo là model new app model. Đấy. Model rồi chúng ta đến product theo đúng không, rồi chúng ta product model đã đưa vào đây. Rồi chúng ta tiếp tục làm chi tiết tiếp theo nhé. Đến đây rồi. Đây thì bây giờ ông tôi xin lỗi. Lúc nãy là mình một chi tiết này. Này cắt sang quên. Rồi. Tôi sang phần này. Đây thì tôi lấy cái trên của nó. Đấy, rồi section valid rồi lấy hai cái này. Copy. Hai cái này bao giờ cũng phải có nha. Rồi. Xong. Rồi nó báo lỗi cái gì nữa nhỉ? Nó báo gì nữa? Namespace của chúng ta là khác. Rồi nhập chi tiết của chúng ta. Chúng ta namespace là phần ô đó. Tôi lấy cái này đã. Copy. Đúng nên space mới đúng. Ok. Tôi đưa vào đây xem nha. Ok. Đưa space.
Đây. Đấy, giờ đô la này. Đấy, hết nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần hàm khởi tạo public function contract. Đấy, hàm khởi tạo public contract. Rồi tiếp theo là hàm hàm là nhập chi tiết public function. Nhập chi tiết sản phẩm. Nhập chi tiết sản phẩm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ public function contract rồi. Ok. Nó báo đây là báo đây là cái gì để tôi rồi thì bây giờ chúng ta sẽ khai báo ở đây. Chúng ta sẽ cho ba cái khởi tạo này. Bây giờ tôi sẽ khai báo là thứ nhất là zip product pointer sẽ bằng một cái hàm nữa là hàm db db rồi. Thì bây giờ tôi sẽ bằng cái model. Đây bằng model của chúng ta ở đây. Đó, bằng new. Đấy. Product feature model. Đấy, nó ra luôn. Bạn nhớ cho vào đây. Cái con trỏ này nó trỏ đến cái model của chúng ta. Rồi tiếp theo nữa là hàm varnish. Zip. Tất cả những biến này đều là biến của chính nó, cho nên là các bạn nhớ chú ý nhé. Varnish bằng config. Rồi chúng ta đến phần validation. Xin lỗi đây. Chúng ta sẽ bằng config service hết. Service, service. Đấy. Rồi chúng ta sẽ vào đây. Service validation. Đây là đây là một lớp trong hệ thống service của chúng nó ở trong phần phần của chúng ta là phần trong phần system. Đấy, phần system này. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhé, là một cái con nữa là con section. Zip section sẽ bằng config. Các bạn chú ý là khi mà nó báo hai cái này nhá thì có nghĩa là lớp này là lớp tĩnh đấy nhá, được khai báo là tĩnh. Đấy, chứ nó không động nữa, cho nên khi trở về đấy chúng ta sẽ vào service luôn. Rồi chúng ta sẽ vào section đấy. Ok nhá. Để sau này các bạn biết là cứ 4 chấm là lớp tĩnh. Đã được khai báo là tĩnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khai báo nữa là helper. Helper đây của chúng ta gọi cái này ra thì nó sẽ trợ giúp cho chúng ta như là url phẩy form này. Form đấy, làm một cái việc cho hỗ trợ chúng ta. Được chưa? Rồi chúng ta còn một cái nữa helper file. Helper file trong phần đăng nhập ở trước. Đấy. URL helper system thì chúng ta có thể đăng file vào đó. Rồi chúng ta chờ đây. Rồi ok, tôi sẽ nhập chi tiết, tôi gọi đây là ok. À ok. Echo là nhập chi tiết. Rồi bây giờ cái này chúng ta phải copy để đưa nó vào trong trong cái router của chúng ta. Rồi router nhá, bây giờ các bạn nhìn này, cái phần nó vừa xong.
Nhập chi tiết. Đây tôi ghi đây nhá. Là nhập chi tiết cùng với tên ở trong phần upload. Đây. Nhập chi tiết sản phẩm. Chúng ta phải đặt cái này vào đúng như thế. Rồi. Biến thì một cái thôi nhé. Một cái này thì chúng ta sẽ biết nó chính là item code. Đó. Đăng sản phẩm này. Đây là nhập chi tiết controller. Chúng ta lại lấy copy tên của nó. Đấy, cho chính xác. Copy. Mình đỡ phải viết sợ nhầm. Đó. Rồi tên của phương thức ở trong lớp đó là gì? Nhập chi tiết sản phẩm, copy lấy vào. Đó, là giao tư. Chúng ta cho này. Đó. Rồi chúng ta xóa một con đô la đi. Vì một biến cho nên là ta xóa nó một đi. Đây chính là một cái đường dẫn ở trong cái phần đây. Phần dẫn là chúng ta nhấp vào đây. Nhập chi tiết public. Nhập sản phẩm logo hot shop. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra tại sao nó chưa dẫn đến, nó dẫn đến rồi. Thế trong lúc lập trình thì chúng ta thấy là URL này, URL bay URL đến đây này. Nhập xóa rồi. Đấy, nhập xóa. Phần upload, nhập tôi xem này. Tôi xem này để tôi đây bây giờ là đi xì như này không tại sao không ra được tôi copy cái mẫu này lên trên copy cái mẫu này lên trên xem sao copy rồi tôi xuống đây. Thay con này là bằng ai tập cốt ai tập cốt. Rồi chúng ta thể lại xem tại sao mà nó lại không lên được. Cái này là đến đây là đấy. À đây. Rồi, ok. Xong rồi. Đấy, các bạn thấy không? Ta phải sửa đúng đường link thì nó bắt đầu đưa đến. Vậy chúng ta chú ý chép lại chỗ này cho tôi. Các bạn nhớ chú ý chỗ này nhá. Nhập chi tiết này, chép lại. Đấy. Rồi. Và bây giờ chúng ta đã đưa được đường dẫn đến. Chúng ta đưa được dẫn đến cái controller này rồi. Đấy.
Bây giờ việc của chúng ta là làm cái việc là nhập chi tiết thôi. Vậy thì ở trong này nhập chi tiết thì chúng ta phải xây dựng một form để nó hiện lên nhập chi tiết, đúng không các bạn? Nhập chi tiết thì chúng ta sẽ làm một cái việc này nhá. Các bạn chú ý này. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái upload một cái chúng ta sẽ làm một cái cái code là loại này, product là sản phẩm. Bây giờ sản phẩm chi tiết thì chúng ta sẽ chọn view ở đây. Chúng ta chọn một cái là director. Rồi, chúng ta sẽ ghi là upload chi tiết. Rồi. Upload product. Rồi. Ok xong. Đấy, trong cái này thì các bạn lấy, tôi lấy cái này sang đây nhé, tạm sang đây nhé. Để cái này đưa sang đây, tức là tôi sẽ copy mẫu sang đây để tôi sửa. Đó. Đó, đưa mẫu sang chi tiết rồi. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn vào đây. Đấy, chúng ta sẽ sửa đi những cái form này. Chúng ta sửa form nhé. Sẽ là kích thước này. Tôi lấy cái phần, tôi lấy phần mẫu và mẫu kia. Rồi đừng copy hẳn cái mẫu upload này. Mẫu này không hay lắm. Rồi tôi xóa này đi. Tôi sửa xong. Tôi cho vào xóa. Rồi bây giờ tôi mở cái product này ra. Đây là phần này product. Rồi tôi save as, ghi sang một file mới. Rồi tôi ghi là upload. Upload detail. Rồi. Đó, tôi chọn đường dẫn. Upload detail. Ok. Đó. Thì trong này có một cái file để upload detail. Đây, ta sửa. Ta sửa nó các bạn nhé. Ta sửa nó trong này. Thì đầu tiên tôi muốn đưa về hết cái chuyện này đi. Tôi sẽ xóa hết cái if này đi. Giống như kia. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa nó đi nhé. Đấy, chúng ta sẽ sửa con này. Con này bây giờ tôi sẽ từ chỗ L là tôi xóa hết đi. Rồi, xóa hết đi để cho nó trở về. Xóa cái này đi. Không còn cái gì nữa. Rồi, bây giờ trên này chúng ta ghi sản phẩm chi tiết. Thế thôi. Chúng ta chỉ cần làm một cái là ghi sản phẩm chi tiết. Rồi ở dưới này. Dưới này thì chúng ta cũng xóa bỏ đi hết cái này. Đó, coi như là tạo một cái mới nhé. Cái này chúng ta ghi lên cho tôi. Cái này là chẳng qua là chúng ta làm một cái tương tự như nhập sản phẩm thôi, nhưng mà nó là chi tiết. Đó. Hai chỗ này chúng ta kệ, không chuyên nhất bộ thì thôi, ta để này.
Đó. Rồi chúng ta xem còn cái nào về liên quan đến PHP nữa thì chúng ta xóa nó hết đi để trở về coi như là một cái file HTML mới. Đấy, chỗ này chúng ta tôi xóa đi. Chỗ này tôi xóa đi. Cho nó sạch, cho nó sạch. Rồi. Bây giờ tôi mới vào controller, đăng chi tiết controller. Bây giờ tôi gọi cái phòng nó ra, thì các bạn hãy nhớ là echo view mở ngoặc ra đường dẫn của chúng ta ở đây, upload upload tiếp theo product. Đấy. Rồi. Đây. Rồi chúng ta phải tiếp đây, cái này upload. Đó, upload đi theo. Ok chưa? Ok rồi nhá, đi theo. Rồi tôi đi cái này lại. Rồi bây giờ chúng ta thử chạy xem nó sẽ ra cái gì. Rồi. Đây là thêm đấy, nó ra rồi. Các bạn thấy không? Đây là nhập sản phẩm chi tiết nhé. Đang ghi ở trong cái form này. Đang ghi ở trong cái form mà upload đi theo này. Đây. Và tôi sẽ sửa lại cái tên của chúng ta là nhập sản phẩm chi tiết. Đó. Chi tiết vào sản phẩm rồi, nhưng mà bây giờ là chi tiết gồm ảnh cho nó đẹp, đúng không các bạn? Ảnh các phía. Rồi sau này thì chúng ta làm cái vòng cuộn. Đó. Đây mã rau đây, sang đây và ta nhập mới vào, chui vào đây, các bạn thấy không? Đó, chui vào đây nhá. Thì cái này là nhập sản phẩm chi tiết. À, và chúng ta làm như này thì không thể có hacker và xâm nhập được vào bên trong biết được là đây là tầng thư mục thứ mấy, nhưng thực ra nó rất là dài, nhưng chúng ta rút ngắn đi cái router đi thì chúng ta chịu, đúng không? Đấy. Và cái này nó rất thân thiện với cái shell URL của chúng ta, chứ nó không cần phải chấm HTML nữa. Đấy, ta đảo ta đổi tên bí danh đi thì họ không thể biết được là vào cái trang này để xâm nhập vào làm được gì cả. Tất nhiên là những robot cũng không thể thông minh đủ phá hoại được cái trang sản phẩm chi tiết của chúng ta, cũng như là các trang trên, cũng như là các trang trên. Vậy thế chúng ta làm nó hơi đau đầu một tí, chúng ta nghỉ tại đây để tiếp tục video tiếp theo. Vì các bạn cứ làm chậm chậm thôi, không nên vội vàng quá. Thì chúng ta nhập chi tiết vào thì nó hiện ra chi tiết ra đây. Ta sẽ thay đổi đi toàn bộ các header trên đây của cái bảng table này nhá. Đấy, cái này chỉ tỷ lệ 1:1 thôi, có nghĩa là giữa bảng product và bảng detail nó chỉ 1:1, chứ chúng ta không phải là một nhiều nữa, ta chỉ đưa vào thành nhiều hàng thôi. Thì cái này nó rất phù hợp cho chúng ta ở cái phụ thuộc hàm, tất cả những ảnh này cùng chung một mã này, tất cả những ảnh này cùng chung một mã rau, có nghĩa là phụ thuộc hàm đầy đủ vào vào rau, phụ thuộc hàm vào nó đúng như chuẩn của chúng ta là chuẩn boy code. Đấy, và khóa là khóa chính. Rồi ok nhá, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ là thích thì các bạn subscribe cho tôi.